Chào. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ôn lại các kỹ thuật của các buổi trước. Xin chào quý vị và các bạn. Em cứ tự ôn đi. Chúng ta đến với buổi tập côn nhị khúc buổi thứ 11. Mạnh lên, mạnh lên. Mạnh lên, nhanh mạnh lên nè. Hải loan nhanh lên, sao loan như thế? Thank you.
Hải ông làm linh tinh như lúc nay em nhả trong ra, bây giờ em nhả trên xuống, nhả trong ra khác, nhả trong ra đi thẳng từ đây ra mà thẳng đây ra khác mà đi trên này xuống khác rõ ràng nó phải hai cái khác nhau mà. Nhả trong ra này thì nếu mà tập chưa quen thì nó khá là khó vì nó đập vào mặt, nó phải đủ tâm, nó phải đủ tâm để nó ra, thế rồi nó bị đổ đổ máy à. Bằng à, cái đổ vậy nó bị mất thăng bằng. Ê, tránh tránh xa cô nó vào đầu ấy, sao lại đi đến gần cô làm gì ấy? Cơ xem mấy giờ? 5 giờ em cái bố của rồi. Tập này. Đây. Đây Henry Cường ra sau cái đang quay video mà. Thank you.
cái đấy mà tập công bố là nó đập chết này nhà hay không là em tập trung vào cái điểm mà nó đánh cái trước thì nó sẽ lực nó sẽ đi vào. Đánh thẳng cái chỗ đó, em hình như em đập thẳng cái chỗ đó, đó đúng rồi đúng rồi. Không dần dần nó quen cái đầu mới đầu nó vậy, mới đầu cái kỹ thuật đấy là khó vì nó đập. Mới đầu kỹ thuật đấy khó. Nghiêm, chào. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Hãy đăng ký kênh của chúng tôi và bấm chuông để theo dõi nhiều video về nhiều lĩnh vực khác nhau. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.